thứ hai. Mới nhắc tới thôi là bụng tôi đã muốn cơn cao và ăn cả phanh. Soạn đồ đạc thật nhanh, về với Nội Bài trong không khí lạnh. Về với nơi cho anh em nhí nhảnh, trên chung chén anh đầu chân mặt trời hay. Tết 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 đến rồi, không mới chỉ sắp Tết thôi. Mà bà tôi đã gói tới hai nồi bánh chưng, bà tôi gói thì thôi rồi. Lũ em út chạy lại tới lui, luôn về bên gia đình thì mới vui. Khép là một năm nhiều chuyển biến, giờ là lúc quây quần gia đình tất niên. Bên nơi xa xôi có chút